Này thi thử các bạn ơi, các bạn mình đi sớm nha, đi sớm là mình sẽ được thi thử trước thi. Ủa em còn mấy vòng? Xong chưa? Chạy hết 2 vòng chưa? Chắc máy nó bị hư rồi đó. Thi thử chưa? Chưa thì ra đăng ký thi thử, nhanh lên. Trời ơi, người gì đâu mà chậm chạp vậy? Biết thì hỏi chứ, có mỏ mình để làm gì? Bạn nào thi thử xong vào ghi hồ sơ chuẩn bị thi lý thuyết nha. Đừng nói không có tiền nha. Không, không đem tiền. Đâu có danh để chúc mình. Sẽ không buồn, bắt đầu thi. Đâu có danh chúc mình lấy gì đâu anh Hiếu. Ủa, sao mày tới mày không hú hò vậy vậy? Đi đâu thấy người chờ, qua đây chờ luôn. Rồi vô, đăng ký thi thử chưa? Chưa. Vô đăng ký thi thử 1-2 vòng. Chỉ là số của danh, chỗ nào biết đó. Số của danh. Tí nữa anh chỉ. Dạ. Vô mày hỏi sao? Thi đàn. Xe 02 bắt đầu thi. Sao chị kêu còn một vòng thôi hả? Hoàng Sa lên xe số 4. Đỡ gì nè chú? Quay thầm móc. Sao tụi bay đi trễ vậy? Dạ, nó lấy một giờ mới thi. Xe 03 thi ra. Đi không thi thử. Xe 04 bắt đầu thi. Trời trời trời, có thi thử không mà sao ngồi đây? Đó, anh làm Giang đúng không? Hả? Anh Giang là anh bự con ốm 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 á. Nó hả? Nó trên trong phòng kia kìa. Quân Thủy Yến số 1. Sắp tới giờ thi mà chưa thi thử luôn. Ngồi xuống em. Tụi bay đi mặc đồng phục luôn à. Huỳnh Minh Phương số 2. Thí sinh có tay lên xe kìa. Các bạn vô các bạn coi người ta chạy như thế nào, mình chạy như thế đó nha. Bình tĩnh nha các bạn. Trời ơi, người ta đang quay TikTok triệu like luôn á trời. Rồi các bạn coi xe số 2 chuẩn bị xuất phát nè. Vô đi em nữ. Dở chân lên bé ơi. Cố gắng